Xin kính chào quý bà con, quý cô bác và các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình dịch thái sáng sớm hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá mít thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít vào buổi sáng sớm hôm nay thì có mức giá như sau. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì tình hình giá mít đang có chiều hướng đang giảm. Cụ thể là ở khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít nhất dao động từ 41, cái gì là 31, kem lớn là 32-33 và mít kem nhỏ là 22.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít nhất dao động từ 42, mít nhì là 32, kem lớn là 33, và mít kem nhỏ là 23.000. Với mít chợ hiện nay, khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua mít chợ với mức dao động từ 6.000. Còn ở khu vực Tiền Giang, hiện nay thì mít nhất dao động từ 43, mít nhì là 33, kem lớn là từ 34, và mít kem nhỏ là 24.000. Với mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua mít chợ với mức dao động từ 6.000-6.500. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, trong khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn ở khu vực miền Đông, ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít nhất dao động từ 32, kem lớn là 28 và mít kem nhỏ là 18.000. Mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua mức giá dao động từ 5.000-5.500. Còn ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít nhất dao động từ 30, kem lớn là 26 và mít kem nhỏ là 16.000. Mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua với mức dao động từ 5.000. Ngoài ra thì tình hình mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng vườn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần, mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống giữa các chừng mít là từ 500-1.000 tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý con nông dân, quý vị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý quán, anh chị, các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh của mình.